Hello và chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Big Salmon tập thứ 5. Big Salmon siêu cấp VIP Pro, vô địch vũ trụ, hủy diệt thế giới, đánh bại Goku, xóa sổ. Ok thì tôi sẽ không sầm lầm như hồi nãy nữa. Trước hết thì tôi sẽ còn phải giải thích một số thứ. Thứ nhất là mấy con mật này, mấy con thỏ. Và tí nữa thì anh em có thể sẽ thấy là con cừu, con bò, con heo, con gà gì đó. Thì mấy con đó là tôi chỉnh bằng cách nào đó, tôi chỉnh ở trong đây nè, đó, cái chỗ này. Tôi chỉnh sao cho tụi nó spawn ra, giờ tôi quên mẹ mất cái chỗ nào để mà chỉnh cho nó tắt tụi nó không spawn nữa. Cho nên là chúng ta sẽ sống chung với tụi nó ở trong đây. Hãy coi như tụi nó là một con Pokemon gì đó đi, một con Pokemon mà tôi đéo bắt được. À ví dụ như ở đây chúng ta có con bò đây. Và thứ hai là con Dratini, tôi đéo biết là tôi bắt được hồi nào. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tiến hóa nó. Ok. Trước hết tôi còn phải vô tôi đút cái này cái. Master Ball. Oh fuck. Master. Cái gì còn ngồi nữa. Fuck. Và đồng thời trong quá trình đấy mà gặp được con gì đó, kiểu như là cái con, mấy con mà có form, mấy con legendary có form đẹp đẹp gì đó thì tôi sẽ hốt nó. Còn không thì tôi sẽ thông ác nó bằng chính thanh kiếm này. Ok. Giờ tôi sẽ còn phải tìm một con gì đấy để mà farm level. Oh thật trùng hợp, ở đây có một bạn Caterpie. Hello bạn. Đờ mờ. Oh chim kìa. Chim to quá. Ok, chúng ta có một cái trung tâm Pokemon ở đây. Trong trung tâm Pokemon này nếu hiểu sao có mấy con rồng, có mấy cái rồng biển ở đây nữa. Không biết là mẹ thủy triều lên nó dâng nước vô hay sao á. Chúng ta sẽ loot mấy cái đồ này để đem bán. Ok. Ui, một con boss Sabido. Ui. Từ. Ui, em ơi, chờ anh em ơi. Ê em ơi, đi nhanh thế. Này cậu ơi, đứng lại, đợi mờ cậu. Đít ngoài, đít. Fuck, con này bay luôn. Ok, edit. Fuck. Ê cái gì bên kia? Cụ lờ vậy? Ê cụ lờ gì nhìn sợ ấy. À rồi, đây. Ok. Rồi, chết con mẹ mày rồi con. Đờ mà mày. Chết đi. Chết, ê con gì bên kia nó bơi nhìn vui vậy ta. Ê con này lạ ta. Ê từ, tôi hút nó. Rồi trước hết chúng ta cần phải xử lý con mờ lờ này cái ta. Chết mẹ Sida ơi. Ê. Từ, bình tĩnh anh trai, từ khoan. Giratina. Ra chơi đi mày. Ok, chúng ta sẽ được cái gì đây? Một cái Iceum với lại Sabido. Một cái đám Mega Sabido và ê từ. Chết mẹ đâu mày? Ui. Ui đây. Ok. À nó full lại rồi. Ê con gì vậy? Cái đầu má con gì vậy? Ui. What the fuck? Ủa? Cơ. Không, nó như nó không phải Pokemon anh em mà nó là hình như tụi nó là quái của một cái boss ở đấy. Bây giờ mình bật cái kia lên là nó spawn ra. Chúng ta có một cái Ultra Chest ở đây. Liệu nó có phải là một cái Expect Save hay là một cái Expect Out? Đéo. Ok, chúng ta đã đến một cái khu vực núi. Tôi nghĩ là khu vực này sẽ có nhiều con sinh sò. Mẹ thêm một con boss Sabado nữa vậy đi nè. Hello, chào cậu. Ê, cu, đứng lại mày. Mày, vô, đấm tay đôi với tao. Ngon. Mày ngon mày giờ đi đấm tay đôi với tao. Mày, tao đấm chết mẹ mày. Ok đi, à đây ok. Để xem. Earth Power. Ok đi. Ôi thốn thế. Này chi. Mấy con này nhìn vui ha. Destiny Ball. Ok đi, ê khoan từ. Oh shit. Ben Smith. Ok đó, mày nhường với tao à. Chuẩn bị nào. Nhường ngựa mày. Mất dạy. Thứ khốn nạn. Waterfall. Cái đậu xanh nó thốn này. À thốn quá anh em ơi. Nhưng mà không sao, tôi quýnh thốn hơn. Bố mày quýnh thốn hơn, còn mà là chết đi. Ok. Được cái Ray Candy với lại Solganium Z. Một con Latios. À một con Latios. Đợi mà dẹp mẹ đi. Tôi không cần con đấy anh em ạ. À chờ Legend spawn ra mà Legend này nó hơi Sida rồi. Một con boss Wingui rồi. Hello Wingui. Ok hôm nay tôi sẽ thử cắm rễ trên núi thử nha. Để coi thử là núi nó cho ra được cái gì. Nó có con Pokemon sình sò không. Mã chịu gì thì con Lama rồi. Ờ con này con Lama luôn. Lama. Ok. Con bò. Con heo. Sao đổ này mấy con súc vật không vậy. Cho em xin mấy con Pokemon nữa này. Pokemon, what the fuck. Thật loại gì đây. Tụi bay ra đây, tụi bay làm gì. Biểu tình à. Nó đang tụ tập lại, tập hợp lại với nhau. Nó thành lập một cái đảng mới. Nó sẽ canh me buổi tối nó vào, nó không biết mình nữa. Nguy hiểm quá. Má tối phải khóa cửa lại.
sao mày toàn mấy con này không ta? Đậu phòng Pokemon của tao đâu? Đợi mờ bọn mày. Đây, tôi có hai viên L candy nè, tôi sẽ cho con Dratini ăn. Rồi lên level 21, cắn thêm viên nữa lên level 25. Bỏ chiêu Twister đi ha. Ok, vậy lại rồi anh em, mày ở trên núi chán chết mẹ ha, tôi đi đây. Đi em đi đây, em đi tìm vùng đất mới này. Đây thì có một cái lăng mộ. Lăng mộ của vị Paragon nè đây. Hello, có ai không? Ủa, có ai nằm dưới đây không? Cho em vô nằm dưới. Sao mày sao mộ nằm mà sao chặn đường hoài? Như là một cái mê cung. Ui, đi. Điều quan trọng, mộ nào điều quan trọng, bố đục lỗ hết. Cút ra, đợi mà. Cái đầu xanh ra muốn này nó. Ê, từ cái này không phải ý hay nha. Từ từ kiếm đường lên cái, đợi mà. Shit. DNC. Ê, shit. Fuck. Lên đấy. Ok. Đây, bên này là bạn DNC bên này đây. Như này là DNC thường hả ta? Không có form gì hết. Nó hơi xì đà tí. Ok. Rồi, ngay đây. Đây, ở ngay đây. Rồi chúng ta sẽ đào thẳng xuống. Ok. Mình tới đây. Mình ta đi. Nó chạy kìa. What the fuck, Silver Fit? Cơ. Thế đây là đây có Silver Fit này. Ok, đây là con DNC đây. Ok, ta có lớp bồn. Ok, tụi mình sẽ dùng sức mạnh của tình yêu để bắt con mờ này. Dạo đi. Ok à. Ok đi. Sao bạn lại từ chối mình một cách phụ phàng như vậy? Dạo đi. Ok, đậu xanh. Vào đi em. Không vào anh quăng Ultra Ball chết mẹ vậy. Tôi có con gì mà nó yếu để quýnh con này ta? Cho con Gyarados nè. Ok. Rồi nhẹ nhàng thôi nha, Gyarados, nhẹ nhàng thôi. Em nó còn bé, đéo biết gì đâu. Nhẹ thôi. Từ từ, đúng rồi, từ tốn thôi. Hay lắm. Đó, ngoan. Rồi, khoan, level cách biệt xa chết mẹ, chắc nó không chết đâu. Đúng rồi, đó, nó đâu chết đâu. Ngon. Giờ tôi sẽ dùng Ultra Ball và nó thoát con mẹ nó rồi, fuck you. Ui, quá nó quýnh con Gyarados gần chết luôn. Trâu lên, Gyarados. Trâu lên đi. Trâu lên. Hồi máu đi, tự hồi máu đi. Rồi xong nó đi luôn rồi. Ok, không chết. Ok, không được chết em ạ. Đúng rồi, không được chết. Rồi, giỏi. Nó còn 2-3 quả bone là đùa bố mẹ. Thế chị bắt con này mà mất. Còn có 2-3 quả. Cái đậu phòng. Nó xuống 22 rồi. Cái lâm gì đâu, xanh rau muốn cái lâm gì. Từ đừng có đùa nhau như thế mẹ. 49 quả chẳng lẽ không vô. Fuck. 49 quả thêm một quả quick ball nữa. Và một quả repeat ball. Chẳng lẽ không vô. Ê, ở dưới có con legend khác kìa. What the fuck. Ơi anh em mà gì ảo, anh em ơi đang bắt con legend này, con legend khác spawn ra. Hay thế. Cái địt con ngồi nó. Oh. Yes. Fuck yeah. Ơi từ bên này có con này ngon hơn. Má biết vậy để ball bắt con này. Cái đậu xanh nó giờ còn có 16 quả. Sao quả bắt con này được không ta? Chào em. Ui. Má hết hồn. Rồi má con gì đây? Ui shit ngồi. Ui khủng long ba sừng hả? Ít to ấy. 10 người ôm không xuể. Đấy đúng khủng long ba sừng luôn á. Ngầu phết. Nè tiến hóa mega cắn một cách nhẹ nhàng. Thêm cái nữa. Ui thêm cái nữa. Được. Không sao. Nó không chết. Ok. Fuck you, vô đi. Mẹ tôi còn có 4 quả thôi này. Đúng rồi. Còn 3 quả. Rồi ok, còn 2 quả. 2 tiếng đếm ngược cho hơi thở cuối cùng của con ML này. Nó mà không vào là xác con mẹ mới định. Rồi xong. Giờ nó đã chọn cái chết. Chỉ còn có một quả thôi. Giây phút sinh tử của nó bắt đầu từ đây. Rồi chết mẹ mày rồi con. Đổ má mày. Mày xác định mày rồi. Cái đít con ngựa mày. Nó nhiều sắc vậy.